Xin chào quý vị và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cái cách làm chả lụa nha các bạn. Thì hôm trước mình có làm video nhưng mà cái công thức mình để dưới description nhưng mà nhiều bạn không có coi được. Hôm nay mình làm lại và đưa lại cái công thức này lên màn hình cho các bạn coi. Thì nguyên liệu chúng ta cần hôm nay là bột khoai tây, là potato này, baking powder, rồi bột nêm, đường, thịt gà và thịt heo xay, nước mắm nha, để nhị, dầu ăn và một cái nồi để cho chúng ta trộn. Thì cái công thức ấy, là thịt vai xay 1 kg. Tại sao chúng ta phải ăn thịt vai xay? Bởi vì là nó sẽ dẻo hơn là thịt đùi. Và 1 kg thịt gà xay, mà các bạn mua thịt Maryland không da nha. Đường chúng ta sẽ dùng là 2 muỗng cà phê, bột nêm 2 muỗng cà phê, bột khoai tây 50g, bột nổi 20g, nước 500g, dầu ăn 450g, nước mắm là 180g. Đó, đấy là cái công thức. Thì công thức là nó là như vậy. Còn nếu bạn nào mà muốn cho một chút xíu bột ngọt vào để cho nó có mùi vị thì cho một chút xíu vào cũng được. Còn không muốn cho thì thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thịt heo là 1 kg. Rồi chúng ta sẽ cho thịt gà vô. Đây các bạn để ý cái muỗng nha. Chúng ta sẽ cho là 2 muỗng cà phê đường. Bột nêm chúng ta sẽ cho 2 muỗng cà phê nha các bạn. Bột nổi chúng ta sẽ cho 20g nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ cho vào cái hỗn hợp của chúng ta làm chả lụa. Rồi tiếp tới là chúng ta sẽ cho bột khoai tây là 50g nha các bạn. Rồi nước mắm chúng ta sẽ cho là 180g. Và chúng ta sẽ cho hết vào trong cái hỗn hợp chúng ta làm chả lụa. Rồi tiếp tới chúng ta sẽ cho nước là 500g. Cái cân rất là quan trọng nha các bạn cần cân cho nó chính xác. Mình sẽ nói thêm với các bạn kỹ hơn về cái dầu mình nấu nha, dầu ăn á. Thì mình chọn cái hiệu Sunflower Oil, cái hình bông hoa hướng dương này nè. Thì nấu trong ở nhiệt độ cao nó không bị biến chất. Đó, chúng ta sẽ cho là 450g. Rồi chúng ta sẽ cho hết vào trong cái hỗn hợp chúng ta làm chả lụa. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta nhồi nha các bạn. Thì chúng ta sẽ cho vào những cái bao ni lông như vậy để chúng ta cho vào tủ đá. Chúng ta sẽ chia làm 3 cái bịch như vậy để cho nó cứng nhanh hơn, mới nó mỏng, nó dễ chặt. Rồi chúng ta sẽ cho vào trong bao nha các bạn. Các bạn để ý, các bạn làm thấy nó sệt như thế này là được. Chúng ta đã có 3 cái bịch này để chúng ta chuẩn bị cho vào tủ đá nha các bạn. Của mình là mỏng bằng một đốt ngón tay các bạn. Càng mỏng thì nó càng dễ chặt thôi các bạn. Rồi mình cầm nguyên như thế này mình cho vào tủ lạnh nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ lót cái tờ giấy lên trên để cho nó dễ lấy lần sau khi nó thành đá nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái setup cái máy làm chả lụa nha. Thì cái máy nhà mình xài là cái máy Kenwood. Nó có một đầu là này là để mình xay nè, còn cái này là mình quất. Rồi cái cục này là mình đã ướp xong rồi, đã đông đá rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đem ra chúng ta làm. Đó, bây giờ chúng ta đã chặt hết ra rồi các bạn. Đó, rồi chúng ta sẽ cho vào trong cái máy làm chả nha. Bây giờ chúng ta sẽ cho vào máy quất nha các bạn. Chúng ta sẽ quất từ 15 cho tới 20 phút, tới khi nào nó dẻo cứng là được nha các bạn. Rồi mình mở lên quay nha. Mình xin nói với các bạn là cái việc lau lá là cái việc rất là quan trọng. Vì là chúng ta làm lá không kỹ thì chả lụa của chúng ta sẽ bị thiêu và nó không có ngon. Mới cả nó đảm bảo vệ sinh cho cái thực phẩm của chúng ta ăn đó. Cho nên là chúng ta phải làm kỹ cái khâu lau lá nha các bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ cho vào chúng ta gói nha các bạn. Một cục là một nửa ký. Mình xịt cái dầu này lên để cho nó không có dính vào lá nha các bạn. Một nửa ký nha các bạn. Giờ bây giờ chúng ta sẽ cho chả gói vào trong nồi nha các bạn. Thì cái nồi nước á, chúng ta sẽ cho nước gần tới cái miếng này thôi nha. Chúng ta hấp, đó, thì chúng ta sẽ cho chả vào đây. Chúng ta sẽ cho nó thật chặt lại để cho nó khi mà hấp nó sẽ nở chả ra, nó sẽ không có bị móc méo nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ chèn lại như vậy để cho chả nó không có thay đổi hình dạng. Rồi chúng ta đậy vung ra. Rồi chúng ta cho lên hấp thì chúng ta để lửa nhỏ nha các bạn, vừa thôi. Khoảng độ 1 tiếng đồng hồ. Nếu mà lửa lớn quá nó sẽ phình ra nứt chả nha các bạn. Rồi mình đã cho lên trên bếp mình hấp, mình sẽ chỉnh cái lửa nó vừa vừa thôi. Đây là chả lụa mình đã đang hấp được nửa tiếng đồng hồ rồi. Đó, chúng ta sẽ để lửa vừa vừa thôi các bạn. Đây, để đến mức này thôi. Chúng ta đợi 1 tiếng đồng hồ rồi chúng ta sẽ lấy ra. Rồi bây giờ chả đã xong, chúng ta sẽ cắt chả thôi. Bây giờ mình sẽ cắt chả ra các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. See you next time.